nhì, đoạn 6. Chiếc rìu nổi lên mặt nước. Khi ấy các thầy đang học để trở thành tiên tri, nói với Elise: "Xin thầy xem đấy, nơi chúng con ngồi nghe thầy dạy thật là chật hẹp so với số người của chúng con. Xin thầy cho chúng con xuống mé sông Jordan, mỗi người đốn một cây, rồi cất tại đó một chỗ ở cho chúng ta." Ông đáp: "Hãy làm như vậy." Một người trong đám họ nói: "Xin thầy đi với các tôi tới thầy." Ông đáp: "Tôi sẽ đi." Vậy ông đi với họ. Khi đến mé sông Jordan, họ chặt cây xuống. Nhưng có một người khi đốn cây, lưỡi rìu bị rút khỏi cán và văng xuống nước. Người ấy kêu lên: "Thôi rồi thầy ơi, chiếc rìu này con mượn của người ta." Người của Đức Chúa Trời hỏi: "Nó văng xuống chỗ nào?" Người ấy chỉ cho ông chỗ nó văng xuống. Ông chặt một nhánh cây, phóng nó xuống chỗ ấy. Lưỡi rìu bằng sắt liền nổi lên. Ông bảo: "Hãy cầm lấy nó." Người ấy liền vói tay ra nắm lấy lưỡi rìu. Dân Aram bị phạt phải mù. Thuở ấy vua Aram giao chiến với dân Israel. Vua ấy họp bàn với các quan tham mưu của ông: "Ta sẽ đặt binh phục ở chỗ nọ và chỗ kia." Nhưng người của Đức Chúa Trời sai người đến báo với vua Israel chớ đi qua các chỗ ấy, vì quân Aram đang mai phục ở đó. Vua Israel bèn truyền quân thám báo đến dò xét những chỗ người của Đức Chúa Trời đã bảo. Thì quả đúng như vậy. Hơn một lần Elise sai người đến báo như thế. Nhờ vậy, vua Israel đã đề phòng được. Vua Aram rất lấy làm bối rối trong lòng về việc ấy. Ông gọi các quan tham mưu của ông lại và nói: "Chẳng lẽ các ngươi không nói cho ta biết ai trong các ngươi theo phe vua Israel sao?" Một trong các tôi tớ của ông tâu: "Tâu bề hạ, chúa của hạ thần, không ai trong chúng tôi cả, nhưng ấy là Elise, nhà tiên tri của Israel. Người ấy có thể bảo cho vua Israel biết những lời bệ hạ nói trong phòng ngủ của bệ hạ." Ông liền ra lệnh: "Hãy đi và tìm xem người ấy ở đâu. Ta muốn sai quân đi bắt người ấy." Người ta tâu với ông: "Ông ấy đang ở Dothan." Vậy vua Aram sai một đội quân lớn có kỵ binh và các xe chiến mã kéo đến đó. Họ kéo đến vào ban đêm và vây thành. Sáng sớm, một người phục vụ người của Đức Chúa Trời đi ra và thấy một đạo quân với các ngựa chiến và các xe chiến mã đang vây thành. Người trẻ ấy nói: "Chết rồi, thầy ơi, làm sao bây giờ?" Ông đáp: "Đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng." Đoạn Elise cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin mở mắt cho người trẻ phục vụ con, để cậu ấy có thể thấy được." Vậy Chúa mở mắt cho người trẻ ấy, và người ấy thấy trên núi đầy những ngựa lửa và các xe chiến mã bằng lửa đang bao quanh bảo vệ Elise. Khi quân Aram xuống tấn công Elise, ông cầu nguyện với Chúa: "Con cầu xin Ngài đánh cho những người này bị mù mắt hết." Ngài bèn làm cho những người ấy bị mù mắt hết, y như Elise đã cầu xin. Elise nói với chúng: "Đường này chưa phải, thành này chưa đúng. Hãy theo tôi sẽ dẫn các anh đến với người mà các anh đang tìm kiếm." Rồi ông dẫn họ đến Samari. Vừa khi họ vào trong thành Samari, Elise nói: "Lạy Chúa, bây giờ xin Ngài mở mắt những người này để họ thấy." Chúa mở mắt họ và họ thấy họ đang ở trong thành Samari. Khi vua Israel thấy họ, ông nói với Elise: "Thưa cha, tôi có thể giết chúng được không?" Ông đáp: "Đừng. Những người Ngài dùng gươm và cung mà bắt sống, Ngài có giết họ không? Hãy lấy bánh và nước đãi họ ăn uống, rồi thả họ về với chủ họ." Vậy vua dọn tiệc lớn đãi họ. Sau khi họ ăn và uống rồi,
ông cho họ trở về với chủ họ. Vì thế những toán quân Aram không đi đột kích trong lãnh thổ của Israel nữa. Ben-Hadad vây thành Samari. Sau đó ít lâu, Ben-Hadad, vua Aram, huy động toàn bộ quân lực của ông kéo đến Samari và bao vây thành. Vì thành bị vây khá lâu, nên trong thành có cơn đói kém lớn, đến nỗi một cái đầu lừa giá bán đến 24 lượng rưỡi bạc, còn 1/4 lít phân bồ câu cũng bán được 1 lượng rưỡi bạc. Khi vua Israel đi thanh tra trên tường thành, ông gặp một bà nọ kêu cứu với ông. Thưa hoàng thượng, chúa của tôi, xin giúp đỡ tôi. Ông nói, nếu chúa không giúp đỡ bà, ta cũng không biết lấy gì để giúp đỡ bà bây giờ. Ở sân đập lúa hay trong bồn ép rượu nho, nào có còn gì chăng? Đoạn vua hỏi bà ấy, bà kêu van việc gì? Bà ấy đáp, mụ này đã nói với tôi, hãy đem con trai chị ra đây, hôm nay chúng ta ăn thịt nó, rồi ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai tôi. Vậy chúng tôi đã nấu con trai tôi và ăn thịt nó. Ngày hôm sau tôi bảo mụ ấy, hãy đưa con chị ra đây để chúng ta ăn thịt nó. Nhưng mụ ấy đã đem con trai mình giấu đi mất. Sau khi vua nghe những lời bà ấy nói, ông xé toạc áo choàng ông đang mặc. Lúc ấy ông đang đi thanh tra trên tường thành, nên người ta có thể trông thấy ông đang mặc một lớp vải gai bên trong. Ông nói, nguyện Đức Chúa Trời phạt ta cách nặng nề, nếu hôm nay cái đầu của Elise, con của Sa-phát, vẫn còn nằm trên vai ông ấy. Nói xong, vua ra lệnh cho một vệ sĩ đi giết Elise. Lúc ấy, Elise đang ngồi trong nhà và có các vị trưởng lão ngồi ở đó với ông. Trước khi người vệ sĩ đến nơi, Elise nói với các vị trưởng lão, quý vị có biết kẻ sát nhân đang sai người đến chém đầu tôi chăng? Khi kẻ ấy đến, xin quý vị cứ đóng chặt cửa lại và không cho hắn vào. Há chẳng phải tiếng chân của chủ hắn đang theo sau hắn sao? Đang khi Elise đang nói với các trưởng lão, vua đến nói với ông, này, tai họa này là do Chúa mà ra. Tại sao tôi còn tin cậy Chúa nữa làm chi? Các vua nhì, đoạn 7. Bấy giờ Elise đáp, hãy nghe rõ lời của Chúa. Chúa phán rằng, ngày mai cũng vào giờ này, tại cổng thành Samari, 7 lít bột lọc giá còn 3 chỉ bạc, 14 lít lúa mạch giá chỉ 3 chỉ bạc. Vị quan thị vệ đưa tay ra cho vua vịn, liền nói với người của Đức Chúa Trời, dầu Chúa mở các cửa sổ trên trời mà đổ xuống, điều ấy há có thể xảy ra được sao? Elise đáp, này, chính mắt ông sẽ thấy điều ấy, nhưng ông sẽ không được ăn. Samari được giải vây. Khi ấy có 4 người phun ở ngoài cổng thành. Họ nói với nhau, tại sao chúng ta cứ ngồi đây mà chờ chết? Nếu chúng ta nói, hãy vào trong thành, thì trong thành đang có cơn đói kém và chúng ta sẽ chết đói trong đó. Nhưng nếu chúng ta cứ ngồi đây, chúng ta cũng sẽ chết đói thôi. Chi bằng chúng ta hãy qua trại quân Aram và đầu hàng. Nếu họ tha mạng, thì chúng ta sẽ sống. Còn nếu họ giết, thì đằng nào chúng ta cũng phải chết thôi. Vậy họ trỗi dậy lúc trời vừa sập tối và đi đến trại quân Aram. Nhưng khi họ đến đầu trại quân Aram, họ không thấy ai ở đó cả. Số là Chúa đã làm cho đội quân Aram nghe tiếng rúng động của các xe chiến mã và các ngựa chiến đang chạy đến, tức tiếng của một đạo binh rất lớn đang kéo đến. Do đó họ bảo nhau, vua Israel đã thuê được các vua người Hitti và vua Ai Cập kéo quân đến đánh chúng ta. Vì vậy lúc trời vừa sập tối, họ đã bỏ trại, ngựa, lừa và mọi thứ y nguyên, mạnh ai nấy chạy để cứu mạng.
mấy người phun ấy đến đầu doanh trại. Họ vào một trại lính, lấy thực phẩm, ăn và uống. Sau đó họ lấy bạc, vàng và quần áo đem đi giấu. Kế đó, họ trở lại và vào một trại lính khác. Họ cũng lấy những của cải và đem đi giấu nữa. Bây giờ họ nói với nhau, chúng ta làm như thế này thật không phải. Đây là ngày có tin mừng. Nếu chúng ta cứ làm thinh và đợi đến trời sáng, chúng ta sẽ mắc tội. Chúng ta phải đi ngay để báo tin này cho vua. Vậy họ đến và gọi những người canh cổng thành và nói, chúng tôi đã đến trại quân Aram, nhưng không thấy ai và không nghe tiếng người nào ở đó cả. Chúng tôi thấy ngựa đang cột, lừa đang cột, và các lều trại vẫn còn nguyên. Những người canh cổng thành liền gọi và báo cáo cho nhà vua. Nửa đêm vua thức dậy và nói với bầy tôi của ông, để ta nói cho các ngươi biết quân Aram đang làm gì với chúng ta. Chúng biết chúng ta đang đói, nên chúng đã rút vào trong đồng để mai phục và nói rằng, đợi cho dân Israel ra khỏi thành, chúng ta sẽ bắt sống chúng, rồi xông vào chiếm lấy thành. Một trong các tôi tớ của vua nói, xin hoàng thượng cho vài người lấy 5 con ngựa còn lại và sai họ đi xem thử thật hư ra sao. Nếu không, chúng ta cũng sẽ chịu chung số phận với toàn dân Israel còn sót lại mà chết dần chết mòn thôi. Vậy họ chọn 2 chiếc xe chiến mã, máng ngựa vào, rồi vua sai họ đuổi theo đạo quân Aram và bảo, hãy đi và xem tình hình ra sao. Vậy họ đuổi theo đạo quân Aram cho đến bờ sông Jordan. Dọc đường họ thấy, trong lúc hối hả chạy trốn, quân Aram đã vứt bỏ quần áo, quân trang, quân dụng la liệt khắp nơi. Các sứ giả bèn trở về và trình báo với nhà vua. Bấy giờ dân từ trong thành túa ra, cướp lấy của trong các trại quân Aram. Vì thế 7 lít bột lọc giá chỉ còn 3 chỉ bạc, 14 lít lúa mạch cũng chỉ bán 3 chỉ bạc, y như lời của Chúa. Khi ấy vua ra lệnh cho quan thị vệ, người đã đưa tay ra cho vua vịn, chịu trách nhiệm điều động trật tự ở cổng thành. Nhưng dân chúng dẫm lên ông và tràn ra ngoài, khiến ông bị thiệt mạng ngay ở cổng thành, y như lời của người Đức Chúa Trời đã nói khi vua xuống gặp ông. Lúc ấy người của Đức Chúa Trời đã nói với vua, ngày mai cũng vào giờ này tại cổng thành Samari, 7 lít bột lọc giá còn 3 chỉ bạc, 14 lít lúa mạch giá chỉ 3 chỉ bạc. Nhưng vị quan ấy đã nói với người của Đức Chúa Trời, dầu Chúa mở các cửa sổ trên trời mà đổ xuống, điều ấy há có thể xảy ra được sao? Và người của Đức Chúa Trời đã đáp, này, chính mắt ông sẽ thấy điều ấy, nhưng ông sẽ không được ăn. Việc đó đã xảy ra cho vị quan ấy, người ta dẫm lên ông và ông đã chết tại cổng thành. Các vua nhì, đoạn 8. Người đàn bà Sunem được lại sản nghiệp. Khi ấy, Elise nói với người đàn bà có con được sống lại, bà và gia đình bà hãy đứng dậy, đi đến xứ nào sống được mà sống, vì Chúa đã định cho xứ này phải chịu một nạn đói kéo dài 7 năm. Vậy bà ấy đứng dậy làm theo lời của người Đức Chúa Trời đã bảo. Bà và gia đình bà đến kiều ngụ trong xứ Philippines 7 năm. Cuối 7 năm, bà từ xứ Philippines trở về và đến kêu cầu với vua cho bà được phục hồi chủ quyền, nhà cửa và đất đai. Bấy giờ, vua đang nói chuyện với Gehazi, đầy tớ của người Đức Chúa Trời. Vua nói, hãy nói cho ta nghe mọi việc lớn lao Elise đã làm. Đang khi Gehazi kể cho vua nghe thế nào Elise đã làm cho một người từ cõi chết sống lại. Này, ngay lúc đó, người đàn bà có con được sống lại đến kêu cầu vua cho bà được phục hồi chủ quyền nhà cửa và đất đai. Gehazi nói, tâu hoàng thượng, chúa của hạ thần, bà này chính là người đàn bà đó. Và đây là đứa con trai của bà đã được Elise cứu sống lại.
Vua hỏi bà, và bà thuật lại mọi việc cho ông nghe. Vua ra lệnh cho một vị quan giải quyết lời yêu cầu của bà và bảo rằng, hãy trả lại cho bà tất cả những gì thuộc về bà, cùng với mọi lợi tức của ruộng vườn của bà, từ ngày bà lìa xứ cho đến ngày nay. Ben-Hadad băng hà. Elishe đến Đa-mách nhằm lúc Ben-Hadad, vua Aram, đang lâm bệnh. Khi ông nghe báo rằng có người của Đức Chúa Trời đến, vua sai Hasael, ngươi hãy lấy một lễ vật đến gặp người của Đức Chúa Trời, nhờ ông ấy cầu vấn với Chúa, xem ta có thể bình phục sau cơn bệnh này chăng. Vậy Hasael đi gặp người của Đức Chúa Trời, mang theo lễ vật gồm những sản phẩm tốt nhất của Đa-mách do 40 con lạc đà chở. Ông đến đứng trước mặt Elishe và nói, con trai ngài là Ben-Hadad, vua Aram, sai tôi đến cầu vấn ngài rằng, tôi có thể bình phục sau cơn bệnh này chăng? Elishe đáp, hãy về và nói với ông ấy, ông chắc chắn sẽ được bình phục. Tuy nhiên, Chúa đã cho tôi biết, ông ấy chắc chắn sẽ chết. Đoạn người của Đức Chúa Trời nghiêm sắc mặt nhìn chăm vào Hasael đến nỗi ông ấy phát ngượng. Rồi người của Đức Chúa Trời bật lên khóc. Hasael hỏi, tại sao Chúa của tôi khóc? Elishe đáp, bởi vì tôi biết những việc ác ông sẽ làm cho dân Israel. Ông sẽ thiêu hủy thành trì của họ. Ông sẽ giết các trai tráng của họ bằng gươm. Ông sẽ chà nát các trẻ thơ dưới đất. Và ông sẽ mổ bụng các phụ nữ mang thai. Hasael nói, kẻ tôi tớ ngài là ai? Tôi chẳng qua chỉ là một con chó. Làm sao tôi có thể làm những việc lớn lao như vậy? Elishe nói, Chúa đã cho tôi biết ông sẽ làm vua Aram. Sau đó, ông rời khỏi Elishe và về gặp chủ ông. Ben-Hadad hỏi ông, Elishe đã nói với ngươi thế nào? Ông đáp, người ấy nói với hạ thần rằng, hoàng thượng chắc chắn sẽ hết bệnh. Nhưng ngày hôm sau, Hasael lấy một cái mền, nhúng vào nước, rồi mang vào trùm lên mặt nhà vua, cho đến khi ông ấy ngộp thở mà chết. Sau đó ông lên ngôi thế vị. Jehoram trị vì Juda. Năm thứ năm của triều đại Joram, con của Ahab, vua Israel, Jehoram con của Jehoshaphat lên ngôi làm vua và bắt đầu trị vì ở Juda. Jehoram được 32 tuổi khi bắt đầu làm vua. Ông trị vì 8 năm tại Jerusalem. Ông đi theo đường lối của các vua Israel như nhà Ahab đã làm. Vì ông cưới con gái của Ahab làm vợ, ông làm những việc tội lỗi trước mặt Chúa. Dầu vậy Chúa vẫn không tiêu diệt Juda. Vì cớ David tôi tớ ngài, vì ngài đã hứa với David rằng ngài sẽ để một ngọn đèn cho ông ấy và cho dòng dõi của ông ấy mãi mãi. Trong thời của ông, dân Edom nổi lên chống lại quyền cai trị của Juda và lập một vua riêng cho họ. Vì vậy Joram kéo toàn bộ xe chiến mã của ông vượt qua Sa-i. Quân Edom liền kéo đến bao vây quân của ông. Ông và các tướng chỉ huy các xe chiến mã của ông đã mở cuộc tấn công quân Edom vào ban đêm. Nhưng khi quân của ông vừa mở được vòng vây, họ đã bỏ chạy luôn về nhà. Thế là dân Edom đã nổi dậy, chống lại quyền cai trị của Juda cho đến ngày nay. Đồng lúc ấy, dân Libna cũng nổi lên chống lại quyền cai trị của Juda. Tất cả những việc khác của Jehoram và mọi việc ông làm, há chẳng được chép trong sách sử ký của các vua Juda sao? Jehoram an giấc với các tổ tiên ông và được chôn bên cạnh họ trong thành David. Ahazia, con trai ông, lên ngôi kế vị. Ahazia trị vì Juda. Năm thứ 12 của triều đại Joram, con của Ahab trị vì ở Israel. Ahazia, con của Jehoram lên ngôi làm vua và bắt đầu trị vì ở Juda. Ahazia được 22 tuổi khi bắt đầu làm vua. Ông trị vì một năm tại Jerusalem. Mẹ ông là Athalia, cháu của Omri, vua Israel.
ông bước đi trong đường lối của nhà Ahab, làm những việc tội lỗi trước mặt Chúa, giống như nhà Ahab đã làm, vì ông là con rể của nhà Ahab. Ông đi với Joram, con của Ahab, để đánh Hazael, vua Aram, tại Ramoth Gilead. Trong trận đó, Joram đã bị thương. Vua Joram rút về dưỡng thương tại Jezreel vì những vết thương do quân Aram gây cho ông tại Rama khi ông tiến đánh Hazael, vua Aram. Bấy giờ, Ahazia, con của Jehoram, vua Juda xuống thăm Joram, con của Ahab tại Jezreel, vì ông ấy đang dưỡng thương ở đó.